Năm 2022 được dự báo còn nhiều khó khăn, nhất là khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Song với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, triển khai đồng bộ kịp thời các giải pháp phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Nghệ An quyết tâm đạt mức cao 28 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng GRDP được tỉnh đặt ra trong năm 2022 là 8,5% đến 9,5%. Mục tiêu này là khá cao nhằm phấn đấu để đạt mục tiêu của cả nhiệm kỳ là tăng trưởng từ 9,5 đến 10,5%. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện. Cùng với đó sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương để triển khai có hiệu quả nghị quyết 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Năm 2022, theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Nghệ An phấn đấu thu ngân sách nhà nước 14.997 tỷ đồng. Để hoàn thành vượt mức dự toán, các ngành liên quan sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ nộp thuế. Với mục tiêu phấn đấu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2.200 triệu đô la trong năm 2022, tỉnh sẽ tăng cường hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kênh thông tin về xuất nhập khẩu, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, kinh tế số. Tổng nguồn đầu tư phát triển xã hội 96.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, Nghệ An sẽ tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án trọng điểm có tính kết nối và có sức lan tỏa để phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ hai nút thắt cơ bản về cảng nước sâu và sân bay Vinh, thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư của các dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, Nghệ An phấn đấu đạt GRDP bình quân đầu người khoảng 50-51 triệu đồng một năm. Nghệ An phấn đấu tạo việc làm mới cho 41.050 lao động trong năm 2022. Trong đó giải quyết việc làm trong tỉnh 25.000 người, ngoài tỉnh 3.500 người, đưa người đi làm việc ở nước ngoài là 12.550 người. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ tăng cường nắm thông tin, kết nối cung cầu lao động trong ngoài tỉnh và thị trường lao động quốc tế, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1 đến 1,5% một năm, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là các cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ nghèo, huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên chủ động thoát nghèo của người nghèo, phát huy lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Năm 2022, Nghệ An tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm 2 đơn vị cấp huyện là Đô Lương và Diễn Châu đạt chuẩn nông thôn mới.